Kính thưa ba, mẹ, cô, chú, bác, cậu, dì, dượng. Sinh mạng của người da đen cũng đáng trân trọng đối với chúng ta. Ông bà, ba mẹ có lẽ không sinh ra và lớn lên cùng những người da đen, nhưng con thì có. Hôm nay con thật sự lo lắng cho họ. Trong năm 2019, cảnh sát Mỹ đã giết 1.099 người. Trong số này, 24% là người da đen. Nhưng trong tổng dân số của nước Mỹ, chỉ có 13% là người da đen. Có quá nhiều trường hợp cảnh sát đã không phải nhận chịu một hậu quả nào cho những vụ giết người này. Đây là thực tế khủng khiếp mà vai người bạn thân nhất của con phải trải qua mỗi ngày. Ngay cả khi chúng mình nghe về những sự nguy hiểm mà người Mỹ da đen phải đối mặt, đôi lúc, theo bản năng chúng ta chỉ chú tâm đến những điểm khác nhau giữa mình và họ. Sau cùng, chúng ta còn có thể tự nhủ. Nếu mình đã đến được Hoa Kỳ với hai bàn tay trắng và gây dựng được một cuộc sống tốt lành cho bản thân dù cũng bị kỳ thị, vậy tại sao họ không thể làm được? Con muốn chia sẻ với gia đình cách nhìn của con về tình trạng này. Đúng là chúng ta cũng có lúc bị kỳ thị vì là người gốc Á Châu ở nước này. Nhưng hầu hết, không ai coi mình là tội phạm nguy hiểm khi chúng ta ra đường. Nhưng sự việc không chỉ đơn giản như vậy đối với những người bạn da đen của chúng ta. Nhiều người trong cộng đồng họ đã bị trói buộc, bắt ép sang Mỹ làm nô lệ. Suốt nhiều thế kỷ, cộng đồng họ, gia đình, thân thể và hình hài của họ phải trải qua bao giằng xé vì lợi nhuận của người khác. Ngay cả sau thời nô lệ, họ phải tự gây dựng lại cuộc sống bằng hai bàn tay trắng mà không nhận được bất kỳ trợ giúp nào của định chế xã hội. Họ không có quyền bầu cử, không quyền sở hữu nhà cửa và liên tục chịu sự đe dọa vũ lực tới tận ngày hôm nay. Trong cuộc đấu tranh đòi công bằng, những nhà hoạt động xã hội và chính trị của người da đen đã dẫn dắt nhiều phong trào vì lợi ích không chỉ riêng cho họ mà cũng là cho chúng ta. Họ bị đánh đập, bị tù đày và bị giết hại vì họ đã đấu tranh cho quyền lợi mà người Mỹ gốc Á được hưởng ngày hôm nay. Chúng ta mang ơn họ rất nhiều và cần phải đền đáp. Hãy cùng tiếp tay người Mỹ da đen chống lại một hệ thống bất công đang muốn chính chúng ta tranh chấp chống lại nhau. Con ủng hộ sự vận động Black Lives Matter, nghĩa là sinh mạng người da đen đáng trọng. Con mong ông bà và ba mẹ sẽ cố gắng đồng cảm với những người cha, người mẹ và người con đã mất đi người thân vì bạo lực từ cảnh sát. Chúng ta chỉ thật sự an toàn khi tất cả những người bạn, người thân yêu và láng giềng của chúng ta được bình yên luôn. Đó là tương lai con mong muốn và con hy vọng đó cũng là điều ông bà, ba mẹ mong đợi luôn.